Nhưng mà em gọi là đậu hũ. Bây giờ mình có hẹn với chị Leo. Mình đã tới nơi rồi. Mình đã tới quán cà phê được coi là đẹp nhất Hải Phòng. Ok, hiện tại mình đang có mặt tại chợ Cát Bi. Chợ Cát Bi. Sau khi ăn cháo bề bề đúng không? Sau khi ăn cháo bề bề thì mình cảm thấy là bây giờ mình mọi người dẫn mình đi ăn gà tần và đậu hũ. Đậu hũ nè. Đây là đậu pha. Đậu hũ. Nhưng mà em gọi là đậu hũ. Đậu pha. Em phải gọi đúng tên chứ, để giới thiệu là gọi nó khác, nó có hai gọi đó. Nó khác cũng trong đó, nó không phải là. À, đậu pha. Mà hôm nay nó
vòng vòng chơi và quay cho các bạn xem nha. Hiện tại thì mình đang được đi dạo Hồ Gươm để về tới khách sạn của mình. Hồ Gươm đây, các bạn có thấy không? Các bạn có thấy thiệt không? Mọi thời gian để mình đi ngủ thì bây giờ mình có hẹn với chị Bayo. Chị Bayo hẹn mình ở quán cà phê số 98 Hàng Buồm, gần xịt công gần xịt khách sạn nhà mình của mình ở. Cho nên là bây giờ mình đang đi bộ ra và trên đường thì cũng có rất là nhiều đồ ăn, còn một chút xíu nữa là tới 40 căn thôi. Trẻ ở đây có rất là nhiều đồ chơi giống như công viên Thọ Trọng.